Mỹ trung sĩ Jeffrey Blunt Smith, sở mật vụ chia sẻ các kỹ thuật phát hiện kẻ giấu súng trong người. Để nhận biết nghi phạm có vũ trang, bạn có thể dựa vào một số đặc điểm sau. Tay, chân thuận của nghi phạm. Khi quan sát nghi phạm, bạn hãy cố gắng xác định tay, chân thuận của hắn. Thông thường, nghi phạm sẽ đeo đồng hồ trên tay không thuận và bước chân không thuận trước. Nhìn chung, mọi người sử dụng tay thuận cho hầu hết các hành động, chẳng hạn châm thuốc, đẩy người, di chuyển đồ vật. Nếu không thể xác nhận, bạn vẫn có thể suy đoán kẻ này thuận tay phải vì 85% âm 90% người trên thế giới thuận tay phải. Cặp quần phần lớn nghi phạm mang súng sẽ nhét súng vào thắt lưng phía trước bên phải, phần giữa rốn và hông, vì đây là nơi có thể dễ dàng rút. Nơi giấu súng phổ biến thứ hai là sau lưng, nhưng hiếm khi chúng chọn vị trí này, vì rất khó chịu. Trong gần như mọi trường hợp, khẩu súng giấu kín sẽ không được ra vào bao. Theo Glenn Smith, qua hơn 1.300 khẩu súng mà đơn vị đã thu giữ, chỉ có 7 khẩu có bao. Hay sờ vào chỗ để súng do không thể cố định súng trong người, nghi phạm sờ súng bị tuột và sẽ vô tình hoặc cố ý liên tục chạm vào. Bạn rất dễ thấy các hành động này trên băng ghi hình khi kẻ cướp có vũ trang tiếp cận mục tiêu. Ngay cả cảnh sát cũng có hành động tương tự, súng dắt ở thắt lưng. Động tác cơ thể bất thường. Cảnh sát dễ nhận biết động tác cơ thể bất thường của nghi phạm nếu chúng đang chạy hoặc di chuyển đột ngột. Khi ấy chúng thường đưa tay giữ khẩu súng đang được giấu. Cánh tay sẽ cứng ngắc hoặc cử động vung tay bị hạn chế. Khi nghi phạm đi bộ, bạn cũng có thể nhận thấy hắn sải bước ngắn ở bên chân có súng và sải bước dài hơn bằng chân còn lại, giống như khập khiễng. Nguyên nhân cho hắn cố gắng giữ súng ở nguyên vị trí nhằm giảm nguy cơ trượt hoặc rơi ra ngoài. Phần quần áo nổi cộm. Một khẩu súng không thể bám sát hình dáng cơ thể người nên có thể bị cộm lên. Dù chưa chắc đã làm lộ cả khẩu súng, loại quần áo bó sát vẫn có thể để lộ đường nét của cò súng, bán hoặc họng. Cách ăn mặc. Khi quan sát cách ăn mặc, bạn cần tự hỏi liệu quần áo hắn đang mặc có hợp thời tiết không, hoặc tại sao không kéo khóa hoặc cài cúc trong thời tiết lạnh giá, có phải để dễ dàng rút súng. Tại sao hắn không đeo găng tay ở bên tay thuận. Giày dép của hắn có cùng kích cỡ không, hay một bên giày lớn hơn chiếc còn lại để đủ giấu súng. Với những kẻ đi xe hai bánh phân khối lớn, nơi thường cất giấu súng là ủng. Một số còn giấu trong những chiếc túi đặc biệt được may thêm vào quần áo. Đặc biệt, bạn cần cẩn trọng với phụ nữ đi cùng nghi phạm lái xe phân khối lớn, vì họ hầu hết đều mang súng hộ bạn trai, để lợi dụng thói quen coi nhẹ sự nguy hiểm từ nữ giới của nhiều cảnh sát. Bảo trung theo Police Toilet Blog Act. Oi.